kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất để gửi tới quý vị. Thời gian gần đây, nhiều người dân tỏ ra rất bất an khi hoạt động cắt tặc diễn ra rầm rộ tại khúc sông Hồng, đoạn giáp danh giữa xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội và xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Nhất là hiện nay đang trong mùa mưa lũ với diễn biến bất thường và nguy cơ sạt lở bờ bãi rất cao một công trường khai thác cát với tiếng máy nổ ở Mỹ đi kèm theo đó là hàng chục tàu thuyền đang neo đậu hút cát. Càng về khuya, các tàu thuyền ra vào cảng tấp nập, các tàu hút hoạt động hết công suất, bơm cát vào những chiếc tàu gần đó. Sau khi ăn no hàng, những tàu chở để cát nối đuôi nhau rời đi, để lại một khúc sông đục ngầu. Người dân cho biết tình trạng khai thác cát kéo dài và bùng phát đỉnh điểm trong thời gian vừa qua. Hàng ngày, các tàu hoán cải với những vòi hút lớn di chuyển ra địa điểm được chọn từ trước. Bên cạnh đó là hàng loạt các tàu trọng tẩy lớn xếp hàng chờ vào lấy cát. Sau khi đã vào vị trí, những chiếc vòi hút bắt đầu cắm thẳng xuống dòng sông Hồng, hút lên những cột nước kèm theo dòng cát tuôn trào vào các tàu hàng. Việc khai thác diễn ra từ chập tối ngày hôm trước cho đến dạng sáng ngày hôm sau ước tính mỗi đêm có hàng chục tàu hàng vào mua cát tại đây vị trí những đối tượng hoạt động diễn ra tại khu vực giáp danh giữa xã liên nghĩa và xã vạn phúc mỗi vị trí đều được, được bố trí các tàu hoạt động hết công suất đục khoét dòng sông hồng khiến đất sông đục ngầu những tàu hút này hoạt động chỉ cách nhau vài chục mét và giải rác thành nhiều điểm giữa sông hồng bất chấp khu vực này tấp nập tàu thuyền qua lại và có thể xảy ra tình huống va chạm Vừa qua tại Công an phường Phong Khê, cơ quan điều tra Công an thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh đã thực hiện lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thoa sinh năm 1993 hiện ở tại khu Dương, ở phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh để điều tra về hành vi chống người thành công vụ. Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Bắc Ninh phê chuẩn. Trước đó, vào 15 giờ 35 phút ngày 27 tháng 9, tổ kiểm tra số 1, đoàn kiểm tra theo quyết định số 1789 ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh đã kiểm tra hộ kinh doanh Đào Văn Bách sinh năm 1957 ở xóm Đồng Ngòi, khu Dương Ổ, phường Phong Khê để kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và an toàn điện. Tại thời điểm kiểm tra, đã xuất hiện một số người dân lôi kéo tụ tập gây dối an ninh trật tự một số trường hợp quá khích có lời lẽ xúc phạm cản trở người thi hành công vụ đồng thời livestream trên mạng xã hội với những phát ngôn gây kích động không đúng sự thật về quá trình kiểm tra tạo dư luận xấu trong xã hội đặc biệt tại thời điểm trên Nguyễn Thị Thoa đã có hành vi hất đổ bàn làm việc khi tổ kiểm tra đang thực hiện việc lập biên bản cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ những người có lời nói xúc phạm đến danh dự nhân phẩm của cán bộ chiến sĩ công an và thành viên tổ kiểm tra để hoàn thiện hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ khi thông tư số 04 năm 2024 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sửa đổi bổ sung một số điều của các thông tư quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn có hiệu lực ngày 16 tháng 5 năm 2024 đến ngày 25 tháng 9 năm 2024. Tổng cộng có 55 lô dương tính với Salmonella trên tổng số 6.679 lô hàng xét nghiệm. Salmonella chiếm gần 1%, như vậy nếu không xét nghiệm, Salmonella đã có một lượng lớn với trên 1.319 tấn thịt động vật bị nhiễm Salmonella được nhập khẩu vào Việt Nam, nguy cơ rất cao gây ra dịch bệnh, mất an toàn thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng Việt Nam. Ngày 2 tháng 10, Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết vừa tham mưu xử phạt 500 triệu đồng về hành vi nhập khẩu hàng hóa, mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đối với một công ty trên địa bàn. Trước đó, đội quản lý thị trường số 5 thuộc Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng kiểm tra đột xuất đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên HTB địa chỉ khu công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Qua kiểm tra thực tế, đội quản lý thị trường số 5 phát hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên HTB nhập khẩu 90 động cơ diesel hiệu Tiger các loại gắn dấu hiệu Tiger Power và hình gắn dấu hiệu Happy có dấu hiệu là hàng hóa xâm phạm chuyển đổi với nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị hàng hóa vi phạm là hơn 1,17 tỷ đồng. Sau quá trình xác minh và làm việc, đội quản lý thị trường số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính, hoàn chỉnh hồ sơ và trình cục quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tham mưu, ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty nêu trên với số tiền xử phạt 500 triệu đồng bởi hành vi vi phạm nhập khẩu hàng hóa mang dấu hiệu xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu đồng thời áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc loại bỏ và tiêu hủy yếu tố vi phạm đối với hàng hóa vi phạm. Trong thời gian đến, đội quản lý thị trường số 5 cho biết đơn vị tiếp tục tăng cường công tác quản lý địa bàn, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng, nhằm triển khai có hiệu quả kế hoạch số 31 ngày 9 tháng 1 năm 2024 của Cục Quản lý Thị trường thành phố Đà Nẵng về việc triển khai công tác đấu tranh phòng chống hàng giả, hàng không rõ, nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến hết năm 2024 trên địa bàn thành phố. Công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa TechQ có địa chỉ tại quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã đưa ra lời quảng cáo mời chào rằng người dân có thể bỏ tiền vào đầu tư các gói cho thuê thiết bị phát sóng livestream trực tiếp trên TikTok lãi suất được trả theo giờ theo ngày lên tới 324% trên năm, thậm chí có lúc lên tới hàng nghìn phần trăm trên năm. Chỉ nghe qua về các mức lãi suất khủng này đã thấy rất khó tin, thế nhưng công ty TQ vẫn hoạt động được gần một năm nay và có tới hàng nghìn người tham gia. TQ, TikTok giải trí và kiếm tiền. Mỗi một quảng cáo của công ty TQ đều khéo léo gắn thêm chữ TikTok ở bên cạnh với giao diện gần như y hệt. Công ty TQ lại có rất nhiều gói đầu tư, rất đa dạng dành cho nhiều đối tượng khác nhau. Người ít tiền thì có gói 500.000 đồng, 2 triệu đồng, người nhiều tiền thì gói 50 triệu đồng. Ai cũng có thể tham gia, đã thế lãi suất lại còn cao ngất ngưỡng, thậm chí là 0,4% trên ngày, tương đương 144% trên năm. Nhiều tiền nữa thì tham gia gói VIP lãi 0,9% trên ngày, tương đương 324% trên năm khi số người tham gia đầu tư ngày một nhiều lên, vào ngày 17 tháng 8 vừa qua, công ty Tích Kiêu tung ra mẻ lưới cuối cùng với lợi nhuận cao không tưởng. Đó là đầu tư 50 triệu đồng trong 5 giờ, thu nhập mỗi giờ là 20 triệu đồng, lợi nhuận 100%. Được tiền thì rút hết ra, nhưng chưa nhà đầu tư nào kịp rút thì ứng dụng Tích Kiêu đã sập, không còn truy cập được hàng nghìn người nháo nhác hỏi nhau, rủ nhau tới địa chỉ đăng ký kinh doanh của công ty TQ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh thì đã không ai còn ở đây, họ đã chuyển đi hết từ bao giờ.